Con thương cô, con đọc bài. Xây ổ là cánh buồng, sàn là cát, xi là biển, xi sai là bờ biển, lết là chúng ta hãy lúc up là nhìn vào, river là dòng sông, rainbow là cầu vồng, dâu là con đường, what là cái gì, can là lon, see là nhìn. Con chào cô và các bạn.